Lê Thụy đáp trả vì bị chửi khoe lông nách. TikToker đàn chị mắng lười biếng, dạy dỗ cực gắt. Không đồng tình về phong cách khác người của Lê Thụy, TikToker gần 200.000 lượt theo dõi lên tiếng phản pháo, cho rằng nhiều bạn trẻ học theo đàn em sẽ để lại hệ quả không tốt. Lê Thụy là một trong những TikToker Gen Z nổi tiếng thời gian gần đây. Mặc dù không sở hữu body bốc lửa hay nhan sắc xinh đẹp, tuy nhiên cô nàng vẫn bỏ túi cho mình gần 3 triệu lượt follow. Đây là con số đáng nể mà nhiều nghệ sĩ Việt phải ao ước có được. Trên các nền tảng mạng xã hội, Lê Thụy chủ yếu chia sẻ các nội dung mang thông điệp hài hước, tự tin sống đúng với con người và tính cách thật của mình. Chính vì vậy mà TikToker Lê Thụy luôn tự tin sau gương mặt đầy mụn, quần áo nhếch nhác, tóc tai bê bết mỗi khi livestream. Mới đây, Lê Thụy trở thành tâm điểm khi bất ngờ trở thành khách mời tại một sự kiện giải trí. Mặc cho thảm đỏ quy tụ nhiều ngôi sao nổi tiếng, TikToker sinh năm 2000 vẫn ố về với phong cách không giống ai. Cụ thể, cô diện chiếc đầm hồng ngắn củn, trang điểm lòe loẹt với dụng ý hóa thân thành nhân vật Harley Quinn. Thế nhưng khoảnh khắc Lê Thụy giơ cao cánh tay để lộ phần lông nách rậm rạp khiến ai nấy đều ngán ngẩm. Chưa dừng lại ở đó, chính chủ còn post trên trang cá nhân với những dòng trạng thái khiêu khích như Harley Quinn phiên bản lai nách dòng. Còn ở Instagram, Lê Thụy cho hay, thời nay ai mà nhuộm tóc nữa ạ, mình chuyển sang nhuộm lông nách đi ạ. Trên các diễn đàn xã hội, đa phần đều chỉ trích TikToker triệu view vì cho rằng cô đã vượt quá giới hạn. Tuyên bố My Body My Choice, cơ thể của tôi, lựa chọn của tôi là câu nói mang nhiều ý nghĩa tích cực. Trên thế giới, rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đã lên tiếng về chủ đề này. Tuy nhiên tại Việt Nam, đất nước vốn coi trọng nét đẹp truyền thống thì đây vẫn còn là điều quá mới mẻ. Đồng ý, Lê Thụy có đối tượng người theo dõi riêng, họ ủng hộ cô để lòng nách như một điều bình thường. Thế nhưng khi vượt khỏi môi trường ảo thì Lê Thụy cần phải tiết chế lựa chọn trang phục phù hợp hơn. Có thể Lê Thụy cảm thấy thoải mái, nhưng sự lựa chọn này lại làm ảnh hưởng đến những người xung quanh. Nhiều netizen cũng đưa ra phản bác, nếu cô đã can đảm sâu mọi thứ thì mọi người cũng có quyền nhận xét đánh giá nó. Trước làn sóng phản ứng tiêu cực, TikToker Lê Thụy đã lên tiếng đáp trả, chẳng những không tiếp thu ý kiến dư luận, TikToker thẳng thừng tuyên bố sẽ chia tay bạn trai nếu ép mình quát lông nách. Em chỉ nghĩ là cơ thể của mình thì chỉ có mình mới có quyền quyết định nên làm gì và không được làm gì. Mong là em trong tương lai vẫn như bây giờ, không bị ảnh hưởng bởi lời nói của người khác. Và các bạn, dù là nam hay nữ, vẫn nên tự quyết định mình nên làm gì với cơ thể mình, đừng vì lời người khác nói mà đánh mất bản thân. Nếu sau này bố em là con trai và yêu cầu em quát hết lông nách đi vì bạn trai đó không thích con gái có lông nách, thì em xin phép chia tay. Không chỉ vấn đề lông lá mà còn là vấn đề về thân hình thon thả hay cơ bắp, đừng để định kiến khiến bạn sống gò bó. Sau phát ngôn của Lê Thụy, mới đây một TikToker với gần 200.000 lượt follow có tên Lynn Bailey đã chia sẻ quan điểm khá gắt nhằm chỉ trích đàn em. Cụ thể cô nói, Lê Thụy đang đánh tráo khái niệm giữa việc yêu bản thân đúng cách và yêu chiều bản thân quá mức. Mình biết bạn này còn trẻ nên có những suy nghĩ hơi nông nổi một chút, nhưng mình cần nói ra bởi có rất nhiều người đi phong cách các suy nghĩ của bạn Thụy này. Và thật sự, nó không đúng. Khi bạn yêu bản thân đúng cách cũng giống như việc cha mẹ yêu con cái, họ sẽ tìm cách để cho họ ngày một tốt đẹp hơn. Còn chiều chuộng bản thân quá mức cũng giống như ông bà cha mẹ chiều con sai cách. Thường những người này sẽ thay đổi theo hướng không tốt. Chiều chuộng quá mức đâm ra người ta không biết cái nào tốt, cái nào xấu để đưa ra lựa chọn. Đâm ra những cái điều xấu dần dần to hơn và người ta không biết. Lynn Bailey nói. Lynn Bailey thừa nhận, trước đây mình rất thích cách làm nội dung của Lê Thụy, nhưng sau cách hành xử và câu trả lời phỏng vấn trên thì mọi thứ hoàn toàn sụp đổ. Cô khẳng định đàn em chưa đủ chín chắn và trải nghiệm để truyền cảm hứng đến các bạn trẻ. Rõ ràng bạn này có thể cải thiện hình ảnh của mình. Bạn không cần phải make up, không cần phải chạy theo một xu hướng nó quá đẹp. Nhưng bạn có thể trở thành phiên bản xinh đẹp hơn của mình bằng cách dễ dàng, bởi bạn này là người có đầu óc, có học thức. Nhưng bạn lại chọn chiều chuộng bản thân một cách lười biếng. Ngay cả lòng nách bạn cũng có thể để vậy luôn và cho rằng đang yêu bản thân mình. Khái niệm yêu bản thân như vậy là hoàn toàn không hiếm. Nói về lý do các ngôi sao thế giới để lòng nách nhưng vẫn được chấp nhận, TikToker Lynn Bailey giải thích rằng họ biết cách làm sở thích cá nhân và diện mạo bên ngoài hòa với nhau, không trở nên kịch cỡm. Đằng này bạn để ngoại hình lượm thượm chưa đâu vào đâu, lại thêm các lòng nách nữa. Thật sự đó là lý do khiến bạn rối rắm và không được ủng hộ. Hãy cố gắng yêu bản thân thông minh hơn, đừng biện minh rằng đó là nữ quyền, TikToker nói thêm. Vậy theo bạn, đâu mới là quan điểm đúng trong drama này?